Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kha. Hiện tại mình là đại diện của trường Open International School tại Toronto, Canada. Rất vui được gặp các bạn. Open International School hiện tại là trường trung học cơ sở tại Toronto, Canada. Trường này đã thành lập được gần 10 năm và hiện tại là đã đào tạo cho hàng ngàn học sinh với từ nhiều nước trên thế giới. US hiện tại nhận học sinh từ trung học từ lớp 9 cho đến 12. US nằm ngay tại trung tâm của thành phố Toronto, Canada. Hiện tại trường có hai cơ sở. Cơ sở 1 nằm tại trục đường chính Eglinton của thành phố Toronto. Cơ sở 2 nằm tại thành phố New York. Hiện tại hai cơ sở với sức chứa gần 500 học sinh có thể hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình học. Hiện tại cơ sở vật chất của trường rất là mới và hiện đại, sẽ giúp cho các bạn trong suốt quá trình học có thể tiếp cận với lại những cái thông tin tốt nhất, cũng như là những cái buổi học sinh động để các bạn có thể hoàn thành tốt chương trình tại trường. Điểm đặc biệt của trường là có các chương trình để hướng cho các bạn vào đại học, thì các bạn có thể lựa chọn các phần mềm, ví dụ như là kỹ thuật, kinh doanh, hoặc là chuyên ngành về khoa học. Tìm đối với mỗi lựa chọn chuyên ngành thì các bạn sẽ được một phần tư vấn học tập của trường, thiết kế các lộ trình học phù hợp với lại định hướng của mình. Ngoài ra US còn đào tạo thêm những các môn học bổ sung, ví dụ như các chứng chỉ SAT hay là ACT và đào tạo IELTS cho các bạn. Các năm gần đây tỷ lệ tốt nghiệp học sinh của US được nhận vào các trường đại học lớn ở Canada là hơn 90%, và khá nhiều học sinh trong số này các bạn được nhận vào các trường đại học top ở Canada. Điển hình ở đây là các trường đại học ví dụ như là Đại học Toronto, Đại học Waterloo, Đại học York hay là Đại học Ryerson. Thì US sẽ tư vấn ngay từ đầu để các bạn có được những định hướng và lộ trình lựa chọn sẵn cho mình, để các bạn có thể có được những hướng đi tốt nhất cho mình. Ngoài giờ học thì các giáo viên của trường luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn. Ngoài ra, US còn có bộ học tư vấn học thuật để giúp đỡ các bạn trong suốt quá trình học tập tại trường. Khi nào các bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến học thuật, các bạn muốn tư vấn thì các bạn có thể đến ngay tại phòng guidance của trường, thì các bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của những các giáo viên và nhân viên ở đây. Hiện tại US có nhân viên làm việc ở tại trường, thì các bạn sẽ được giúp đỡ ngay từ những ngày đầu các bạn sang trường. Ngoài ra, ai sẽ có thể tư vấn cho các bạn trong suốt quá trình học tại US. Sau giờ học, các bạn có thể tham gia những câu lạc bộ của trường. Ví dụ hiện tại bên trường có câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ tình nguyện, và những cái câu lạc bộ này các bạn tham gia miễn phí. Thì điều này có thể giúp đỡ các bạn trong suốt quá trình học, cũng như là giúp cho các bạn năng động hơn và cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng tại trường. US hiện tại có hệ thống homestay tự quản nên sẽ rất là tiện lợi cho các bạn khi các bạn đăng ký tại đây. Với 3 bữa ăn hàng ngày và sự giúp đỡ từ bố mẹ, gia đình nhà homestay, thì các bạn có thể yên tâm trong suốt quá trình học tại trường. Thì khi nào các bạn có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến nhà homestay thì bên trường sẽ hỗ trợ giải quyết cho các bạn. Hiện tại US có chương trình học bổng vào cho các kỳ nhập học tháng 9, tháng 11 năm 2019 và tháng 1 năm 2020 với các giá trị học bổng từ 10 cho đến 30%. Các bạn có thể đăng ký tại công ty du học Inway và sẽ được nhận sự tư vấn từ công ty để các bạn có thể nhận được cái suất học bổng giá trị tuyệt vời. Canada hiện tại là một trong những điểm đến lý tưởng của du học sinh Việt Nam, và là nơi để các bạn lựa chọn có thể bắt đầu chương trình trung học. Với hệ thống giáo dục, chất lượng và môi trường sống ở đây khá trong lành, rất là phù hợp với lại học sinh của Việt Nam, nên hiện tại số lượng du học sinh Việt Nam sang Canada hàng năm rất là nhiều. Và US là hiện tại là một trong những sự lựa chọn của các bạn du học sinh và bắt đầu chương trình trung học. Vì vậy, đối với các bạn du học sinh hiện tại đang quan tâm đến chương trình trung học
các bạn có thể tìm hiểu về Canada và về US. Hiện tại US đã làm việc với lại công ty du học Viewer một thời gian và bên trường cũng khá là hài lòng với lại chất lượng học sinh của Viewer Edu. Hiện tại học sinh các học sinh của Viewer học tại US cảm nhận rất là tốt về trường và cũng giới thiệu cho những thông tin khác. Mình rất là yên tâm khi làm việc với lại Viewer, với lại quy trình làm việc của bên công ty rất là nhanh chóng và bộ phận tư vấn cho học sinh nắm rất là rõ thông tin của trường. Vì vậy khi các bạn có yêu cầu muốn tư vấn về chương trình trung học có tư tục tại Toronto, các bạn có thể đến công ty du học Viewer để được hành sự tư vấn tận tình của các anh chị tại đây. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa tại Toronto, Canada.